làm ra đâu. Để tiết học thêm sảng khoái mà cả lớp cần nụ cười thật tươi. Ha ha ha, hi hi hi. Và sau đây mời cả lớp khởi động bài hát Chúng Em Vừa An Toàn Ra Cơ. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là tình yêu cuộc sống. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Gần đèn đỏ nhanh chân đứng lại, đèn xanh vẫn ta đi an toàn. Vì cuộc sống của bạn của tôi, vì tương lai đất nước đẹp giàu, chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Mời một bạn hãy cho cô biết tiết an toàn giao thông hôm trước chúng ta đã học bài gì. Cô mời bạn Xuân Thủy. Hôm tiết trước chúng ta đã học bài Em thích đi xe đạp an toàn. Rất tốt, vậy để xem các con có còn nhớ nội dung hay không. Vậy mời một bạn hãy nhìn lên bảng và trả lời cho cô câu hỏi Em hãy nêu cách đi xe đạp an toàn. Cô mời bạn Tây Nguyên. Cô, các con đi xe đạp an toàn là một điều khiển bằng cả hai tay, hai đi bên phải theo chiều đi của mình, đi sát lề đường, mép đường, đường được cho người đi bộ, ba khi đi từ đường nhánh ra đường chính chúng ta phải chú ý quan sát bảo đảm an toàn, bốn giữ tốc độ an toàn và tránh va chạm. Cảm ơn bạn đã xét. Tớ mời bạn Phương Thảo. Tớ thấy tiết trước bạn đã học bài và bạn có ôn lại bài cũ, còn bạn nào có ý kiến khác không? Không, anh xin mời cô nhận xét. Cảm ơn hai bạn. Về nhà bạn Tây Nguyên có học bài, nhớ nội dung của bài, trả lời rõ ràng và chính xác. Cả lớp chúng ta thưởng bạn Tây Nguyên một tràng pháo tay nào. Mời cả lớp quan sát lên màn hình. Các con ạ, tai nạn không chỉ là tai nạn đường hàng không, đường sắt, đường thủy mà cả tai nạn đường bộ nữa đấy các con ạ. Và trên màn hình đây là những bức hình ghi lại những vụ tai nạn giao thông, không chỉ ô tô, xe máy và xe đạp nữa đấy các con ạ. Mà xe đạp là phương tiện mà mỗi ngày các con đạp tới trường. Và hậu quả của tai nạn giao thông để lại rất nghiêm trọng. Và tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối của xã hội. Và để lại hậu quả nghiêm trọng, cha mất con mất cha, vợ mất chồng. Và nhiều người đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng lại mang thương tích đầy mình các con ạ. Vậy làm thế nào để giảm thiểu tai nạn giao thông? Và phương tiện các con mỗi ngày đến lớp đó chính là xe đạp. Vậy làm thế nào để các con chuyển hướng xe đạp an toàn? Thì hôm nay cô mời cả lớp chúng ta đi vào bài 10 An toàn giao thông, điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn. Cô mời cả lớp nhắc đầu bài. Điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn. Cô giáo mời cả lớp dở sách giáo khoa trang 20. Mỗi ngày đi học bạn nào tự đạp xe đạp tới trường nào? À, các con rất giỏi. Vậy khi đạp xe đạp chuyển hướng các con thấy có khó không? Dạ khó. Vậy để trả lời cho câu hỏi đó, sau đây cô mời các con đi vào hoạt động 1, đó là xem tranh và trả lời câu hỏi. Mời cả lớp quan sát lên màn hình, thảo luận nhóm, trả lời cho cô hai câu hỏi sau. Theo các em, bạn nào trong tranh đang điều khiển xe đạp chuyển hướng không an toàn? Câu 2, các em thấy đi xe đạp chuyển hướng an toàn có khó không và vì sao? Thời gian làm việc là 1 phút. Thời gian bắt đầu. Giao thông Việt Nam là giao thông hỗn hợp, có nhiều phương tiện qua lại. Bây giờ mời đại diện một nhóm trả lời câu hỏi. Mình mời nhóm 5 phút. Sau đây tớ xin đại diện nhóm Hoa Cúc trình bày kết quả. Trong tranh có một bạn nhỏ đội mũ bảo hiểm màu hồng chuyển hướng không an toàn. Chuyển hướng an toàn là rất khó vì giao thông Việt Nam là giao thông hỗn hợp, có nhiều loại phương tiện tham gia giao thông. Tớ mời bạn nhận xét. Tớ mời bạn Đăng.
Tớ cũng đồng ý với ý kiến của ba. Có bạn nào có ý kiến không? Không có một cô giáo. À, cô cảm ơn câu trả lời của các bạn, đặc biệt là câu trả lời của bạn Nguyệt rất là chính xác, rõ ràng. Cả lớp chúng ta thưởng bạn Nguyệt một tràng vỗ tay nào. Các con ạ, trong bức tranh có 5 bạn đang điều khiển xe đạp tham gia giao thông, và có một bạn nữ đội mũ bảo hiểm màu hồng đang chuyển hướng không an toàn. Và giao thông Việt Nam là giao thông hỗn hợp, có nhiều loại phương tiện tham gia giao thông. Chính vì vậy việc chuyển hướng là rất khó các con ạ. Và bạn Nguyệt đã rất xuất sắc để trả lời được 2 câu hỏi này. Cả lớp chúng ta tuyên dương bạn một lần nữa nào. Giao thông Việt Nam là giao thông hỗn hợp, có nhiều loại phương tiện tham gia giao thông. Vậy làm thế nào để các con chuyển hướng an toàn? Sau đây cô mời các con sang hoạt động 2, đó là cách điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn. Cô mời cả lớp chúng ta cùng quan sát lên màn hình, thảo luận nhóm B trả lời cho cô câu hỏi sau. Theo các em, để điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn, chúng ta cần thực hiện những bước nào? Thời gian thảo luận 1 phút bắt đầu. Nào con làm nào, hai bạn làm nhóm đôi giúp cô giáo. Nhóm đôi là nào? Nghe với cô giáo. Vừa rồi cô quan sát thấy tín hiệu của các bạn đã hoàn thành. Sau đây cô mời một nhóm báo cáo giúp cô giáo nào. Cô mời nhóm Hoa Đào. Dạ, sau đây con xin đại diện nhóm Hoa Đào trả lời câu hỏi. Các bước đi xe đạp chuyển hướng an toàn là 1. Giảm tốc độ. 2. Quan sát mọi phía trái, phải, trước, sau. 3. Khi thấy đảm bảo an toàn thì đưa ra tín hiệu báo hướng chuyển. 4. Điều khiển xe theo hướng chuyển và luôn quan sát phòng tránh va chạm. 5. Nếu đường đi có nhiều xe qua lại, các em hãy dắt xe qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Khi tín hiệu đèn dành cho người đi bộ bật sáng màu xanh. Câu mời bạn xét, câu mời Nguyệt. Tôi thấy bạn trả lời câu hỏi đúng rồi. Còn bạn nào có ý kiến khác nữa không? Không, em xin mời cô. Câu trả lời của Minh Đăng rất rõ ràng và chính xác. Cả lớp chúng ta thưởng Minh Đăng một tràng vỗ tay nào. Các bước chuyển hướng an toàn. Thứ nhất là các con phải giảm tốc độ. Thứ hai là các con phải quan sát mọi phía trái, phải, trước và phía sau. Và khi thấy bảo đảm an toàn thì đưa ra tín hiệu báo hướng chuyển. Và thứ tư là khi điều khiển xe theo hướng chuyển và luôn quan sát để phòng tránh va chạm. Thứ năm là nếu đường đi có nhiều xe qua lại thì các em hãy dắt xe qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ khi tín hiệu đèn dành cho người đi bộ bật sáng màu xanh. Các con đã hiểu bài chưa? Dạ rồi. Và mỗi ngày chúng ta đều phải chấp hành luật giao thông, và tín hiệu đèn là tín hiệu để giúp chúng ta tham gia giao thông an toàn. Vậy bằng những dụng cụ học tập cô và cả lớp đã chuẩn bị, sau đây mời các con đặt lên bàn. Bằng sự hiểu biết của mình, bằng trải nghiệm thực tế của mình, các con hãy nhanh chọn cho mình một tín hiệu đèn giao thông và các con sẽ giơ lên sau khi có hiệu lệnh của cô giáo. 3, 2, 1. Sau khi quan sát thì cô thấy tất cả các bạn đã chọn đúng tín hiệu đèn giao thông. Cô khen cả lớp một tràng vỗ tay nào. Và bây giờ mời một nhóm hãy nêu ý nghĩa của tín hiệu đèn giao thông. Cô mời các nhóm xung phong nào rất là giỏi. Cô mời nhóm Hoa Đào. Hai nhóm tớ xin trình bày kết quả. Đèn xanh được đi, tín hiệu đèn đỏ không được đi. Tín hiệu vàng phải dừng lại trước vạch đường, trừ trường hợp đã đi quá vạch đường thì đường đi tiếp. Tín hiệu vàng nhấp nháy được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. Cảm ơn bạn nhận xét. Cảm ơn bạn Yến. Tớ thấy các bạn đã nêu đúng ý nghĩa và tín hiệu của đèn giao thông. Còn bạn nào có ý kiến khác không? Em mời ý kiến cô giáo. Rồi nhóm Hoa Đào đã nêu đúng các tín hiệu và ý nghĩa của tín hiệu đèn giao thông. Cả lớp chúng ta thưởng nhóm Hoa Đào một tràng vỗ tay nào. Các con ạ, tín hiệu đỏ là không được đi. Tín hiệu vàng là dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng. Và tín hiệu vàng nhấp nháy được đi nhưng phải giảm tốc độ và chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ.
và tín hiệu xanh là được đi các con ạ. Các con đã hiểu chưa nào? Dạ rồi. Và bằng sự trải nghiệm thực tế cũng như bằng hiểu biết của mình, sau đây cô mời các bạn hãy thử thể hiện sự hiểu biết và nhanh nhẹn của mình, trả lời giúp cô giáo các bước đi qua nơi đường giao nhau có tín hiệu đèn giao thông. À, cô thấy rất là nhiều cánh tay giơ lên nào. Cô mời bạn Phương Thảo. Dạ em thưa cô, là thứ nhất là phải giảm tốc độ, thứ hai là quan sát và chấp hành tín hiệu đèn, thứ ba là quan sát an toàn xung quanh và đưa ra tín hiệu báo đúng rẽ, thứ tư là qua đường nhưng vẫn phải tập trung quan sát an toàn. Tớ mời một bạn nhận xét. Tớ mời bạn Tấn Dũng. Tớ mời ý kiến của bạn, còn là kế không? Không, em xin mời ý kiến của cô giáo ạ. Vừa rồi là phần trả lời câu hỏi của bạn Phương Thảo. Bạn trả lời rất rõ ràng và chi tiết cụ thể các bước. Cả lớp chúng ta thưởng bạn Phương Thảo một tràng vỗ tay nào. Và các con ạ, các bước đi qua nơi đường giao nhau có tín hiệu giao thông, thứ nhất là các con phải giảm tốc độ, thứ hai là quan sát và chấp hành tín hiệu đèn mà vừa nãy cô trò chúng mình đã tìm hiểu, thứ ba là quan sát an toàn xung quanh và đưa ra tín hiệu báo hướng rẽ, thứ tư là khi qua đường nhưng vẫn tập trung quan sát an toàn để phòng tránh va chạm, giữ an toàn cho mình và người tham gia giao thông. Các con đã hiểu bài chưa nào? Dạ rồi. Và bằng sự trải nghiệm thực tế, bằng những hiểu biết của mình, các con hãy nhanh nhẹn trong chốc lát suy nghĩ và đưa ra một số hành vi nguy hiểm khi chuyển hướng nào. À, cô thấy rất là nhiều cánh tay giơ lên, các con rất giỏi. Cô mời bạn Trâm. Em thưa cô, một số hành vi nguy hiểm khi chuyển hướng là đột ngột chuyển hướng và không đưa ra tín hiệu báo hướng chuyển cho người khác nhận biết. Tớ mời một bạn nhận xét. Tớ mời bạn Công Vinh. Tớ cũng đồng ý với ý kiến của bạn, coi là mình khác không? Không, em xin mời cô giáo. Và cô cũng rất đồng ý với ý kiến của bạn Trâm. Cả lớp chúng ta thưởng bạn Trâm một tràng vỗ tay nào. Và các con ạ, một số hành vi nguy hiểm khi chuyển hướng đó là đột ngột chuyển hướng. Nếu như các con đột ngột chuyển hướng mà không có báo hiệu thì sẽ rất nguy hiểm và rất dễ gây tai nạn. Thứ hai đó là không đưa ra tín hiệu chuyển hướng cho người khác biết. Các con có thể dùng bằng ánh mắt, quay đầu hay là giơ tay xin để các con đưa ra tín hiệu chuyển hướng cho người khác biết. Các con đã nắm được một số hành vi nguy hiểm khi chuyển hướng chưa nào? Dạ rồi. Vừa rồi các con đã nắm được các bước để chuyển hướng an toàn và biết được các tín hiệu đèn và ý nghĩa của các tín hiệu đèn giao thông, cũng như nắm được một số hành vi nguy hiểm khi chuyển hướng. Vậy để giúp các con tự tin vững tay lái trên mọi nẻo đường, sau đây các bạn có muốn thực hành không nào? Dạ có. À, các con rất là giỏi. Vậy sau đây cô mời một bạn bước ra để thực hành cùng các bạn nào. À, rất là giỏi, nhiều cánh tay rất là giơ lên. Cô mời bạn Hoàng Nam. Cô lên. Và sau đây bạn Hoàng Nam sẽ đạp xe đạp dưới sự điều khiển chấp hành luật giao thông của chú cảnh sát giao thông rất là dễ thương. Mời chú cảnh sát giao thông. Vừa rồi là phần thực hành của bạn Hoàng Nam. Bạn đã rất tự tin để vững tay lái. Và bạn trước khi lên xe, bạn đã biết kiểm tra xe cho an toàn và biết đội mũ bảo hiểm, tự tin để thể hiện ở trước lớp của chúng ta. Vậy cả lớp chúng ta thưởng bạn Hoàng Nam một tràng vỗ tay nào. Và chúng ta cũng không quên nổ một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn chú cảnh sát giao thông. Để
để giúp các con nhớ kỹ, nhớ lâu và nhớ chính xác hơn nữa, thay đổi bầu không khí tiết học hôm nay, thì cô mời các con chúng ta đi vào hoạt động 4, đó là hoạt động vui học. Vậy các con muốn chơi trò chơi không? Dạ có. Vậy trò chơi của chúng ta có tên là xếp đúng và gắn nhanh. Luật chơi như sau: các con hãy sắp xếp 4 bức tranh theo đúng thứ tự các bước qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau có đèn tín hiệu giao thông. Nhóm nào làm nhanh, gắn đúng thì nhóm đó sẽ thắng. Và thời gian làm việc trong vòng 1 phút bắt đầu. Mời Thảo Nguyên. Dạ thưa cô và cả lớp, em xin trình bày kết quả của nhóm em. Bức tranh số 2 xếp ở vị trí số 1, giảm tốc độ khi đến gần được nơi đường giao nhau. Bức tranh số 2 xếp ở vị trí số, bức tranh số 1 xếp ở vị trí số 2, đèn đỏ dừng lại trước vạch dừng. Bức tranh số 3 ở vị trí số 3, đèn xanh quan sát an toàn xung quanh. Bức tranh số 4 ở vị trí số 4, lên xe đi tiếp nhưng vẫn chú ý an toàn. Đó là một nhóm nhận xét. Đó là nhóm Hoa Mai. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của nhóm bạn. Còn nhóm nào có kiến khác không? Em mời ý kiến cô giáo. Sau khi phần trả lời của nhóm Hoa Hồng, cô thấy nhóm Hoa Hồng đã rất là nhanh nhẹn và đưa ra tín hiệu sớm, đã hoàn thành trò chơi sớm nhất trong cả lớp. Vậy cả lớp chúng ta cùng thưởng nhóm Hoa Hồng một tràng vỗ tay nào. Và cô cũng không quên thưởng cả lớp chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn nào. Và tiếp theo mời cả lớp chúng ta cùng quan sát lên màn hình. Các bức tranh được xếp thứ tự như sau. Bức tranh số 2 được xếp thứ nhất, đó là giảm tốc độ khi gần đến nơi đường giao nhau. Bức tranh số 1 được xếp vị trí số 2, đèn đỏ dừng lại trước vạch dừng. Bức tranh số 3 xếp thứ 3, đèn xanh quan sát an toàn xung quanh. Bức tranh số 4 được xếp thứ 4 và lên xe đi tiếp vẫn chú ý an toàn. Nhằm giúp các con nhớ kỹ, nhớ lâu và khắc sâu kiến thức hơn nữa, vậy cô mời một bạn hãy nhắc lại các bước chuyển hướng an toàn nào. Cô mời bạn Khôi. Thưa cô, con xin nêu: giảm tốc độ, quan sát, xin đường, khi thấy bảo đảm an toàn mới chuyển hướng và chấp hành báo hiệu giao thông nếu có. Đó mọi người nhận xét. Đó mọi bạn. Dũng. Con đồng ý ý kiến của bạn, con nào kia không? Con xin mời cô giáo ạ. Vừa rồi là câu trả lời rất tốt của bạn Khôi. Cả lớp chúng ta thưởng bạn Khôi một tràng vỗ tay nào. Và đó cũng là ghi nhớ của bài học hôm nay. Cô mời cả lớp chúng ta đọc ghi nhớ nào. Giảm tốc độ, quan sát, xin đường, khi thấy bảo đảm an toàn mới chuyển hướng và chấp hành báo hiệu giao thông nếu có. Các con rất là giỏi. Và tiếp theo mời các con theo dõi lên màn hình. Các con ạ, tai nạn không chỉ xảy ra với đường hàng không, đường sắt, đường thủy mà còn cả với đường bộ nữa đấy các con ạ. Và tai nạn giao thông xảy ra rất là nhiều, đặc biệt là đối với Đắk Nông của chúng ta. Vừa rồi đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm tại chợ 312, xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Min, làm 5 người chết và 10 người bị thương. Và đặc biệt là đối với Tây Nguyên của chúng ta thì xe công nông lại là phương tiện chính để phục vụ cho nông nghiệp, và xe đạp là phương tiện để các con mỗi ngày điều khiển tới trường. Và đối với địa hình quanh co dốc núi thì việc di chuyển rất là khó khăn. Và đối với xã của chúng ta thì chưa có các tín hiệu đèn giao thông, vì vậy các con phải thực hiện các bước chuyển hướng an toàn. Và các con mỗi bạn là những tuyên truyền viên để giúp bà con lối xóm chấp hành tốt luật giao thông. Về nhà các con hãy thực hành các bước chuyển hướng an toàn cùng bố mẹ và chia sẻ các bước an toàn, vì cuộc sống của bạn, của tôi, vì tương lai đất nước đẹp giàu.